Đây là một thi thiên rất tuyệt vời, nói về của khi David phải đối diện với người Philippines và dân Philippines, và bây giờ ông đã kinh nghiệm Chúa giải cứu ông, Chúa làm cho ông được mạnh mẽ, và Chúa cho ông kinh nghiệm sự cầu nguyện thắng hơn và ao ước trong một năm mới này. Mỗi chúng ta cũng sẽ tiếp tục kinh nghiệm sự cầu nguyện thắng hơn mọi nghịch cảnh, mọi điều làm cho chúng ta bị bối rối hay là tất cả mọi điều gì chúng ta phải đối diện. Chúng ta biết rằng David là một con người kinh nghiệm Chúa, và Chúa nói rằng ông là người làm theo lòng Ngài. Và cuộc đời nương cậy Chúa của ông rất là kỳ diệu, và ông không cậy về. Ngay khi ông lên làm vua thì tấm lòng của ông vẫn là một tấm lòng ngợi khen thờ phượng cầu nguyện Chúa. Giờ tôi xin được để tới Chúa cùng công bố lời Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi vì người ta muốn ăn nuốt tôi. Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Trọn ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi. Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi, các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Chúng nó nhóm nhau lại rình rập, nom dòm các bước tôi, bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi? Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa, vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa về thi thiên của David. Ông đã trải qua một cuộc đời rất là khó khăn, phải đối diện với nhiều nghịch cảnh, và ông là một người được Đức Chúa Trời chọn lựa để làm vua cho Israel, và một vị vua làm theo lòng Ngài và ý Ngài. Nên đang khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, thì nếu chúng ta so sánh với những đầy tớ Chúa, những thánh đồ ở trong Kinh Thánh, thì chúng ta nghĩ những gì chúng ta đối diện thật là nhỏ bé. Nhưng mà tấm gương đắc thắng của những đầy tớ Chúa làm cho chúng ta một tấm gương thật là tuyệt vời. Và chúng ta nhìn thấy trong các đầy tớ Chúa, họ trải qua sự lo âu, sự sợ hãi, sự khóc lóc và sự bị người ta rượt đuổi, từ như David bị rượt đuổi từ vua Saul cho đến các dân ngoại ngoại dân muốn hại mạng sống của ông. Nhưng mà ông luôn luôn nói rằng tôi nhờ, trong ngày sợ hãi tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
loài người, người xác định sẽ làm gì tôi. Một kinh nghiệm, một cái cuộc đời phải chiến trận, phải gặp khó khăn, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn là thuận đỡ cho ông. Và phương cách của ông là kêu cầu Ngài, cầu nguyện Ngài, nắm lấy lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời quả thật đã binh vực ông, đã để chân ông ra nơi rộng rãi. Và chúng ta thấy ông phải đổ nhiều nước mắt. Và ông nói Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Ông phải lo lắng, ông phải buồn rầu, bồn chồn. Nhưng mà ông trình bày rằng xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Và ông kinh nghiệm, ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lui lại đằng sau. Và ông biết rất rõ điều đó. Ông nói tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực. Ngày nào tôi kêu cầu, có nghĩa là nếu ngày nào tôi không kêu cầu thì các kẻ thù nghịch sẽ lấn tới. Nhưng ngày nào tôi kêu cầu, kẻ thù nghịch tôi phải thối lại. Và cuộc đời mà Chúa đẹp lòng ông là cuộc đời của ông luôn luôn gắn chặt với Chúa và nhờ cậy Ngài. Và ông mối lương liên hiệp của ông với Chúa trong sự cầu nguyện luôn luôn. Và ông kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài luôn luôn trong cuộc đời của ông. Và Ngài là thuẫn đỡ, Ngài là nơi ẩn núp cao, Ngài là bóng vần đá trong xứ mòn mỏi. Và trong Tân Ước thì nói rằng Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự. Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Trong những ngày xuân, chúng ta nhìn thấy người ta để trên là chúng ta cần sự an, bình an, an ninh, an vui, yên ổn. Đó là nhu cầu của tất cả nhân loại. Nhưng mà họ chỉ tìm được những sự an vui tạm thời, một giây lát rồi chóng qua. Nhưng mà Chúa hứa cho chúng ta, ta để sự bình an cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ. Trong một giai đoạn thời kỳ cuối rốt như vậy, đang khi chúng ta bước đi trong sự hiện diện của Ngài, thì mỗi ngày nguyện mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa càng lớn hơn nữa, càng nhiều hơn nữa, càng mạnh hơn nữa. Để qua hội thánh của Chúa, chúng ta quả thật là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Và không phải những lời lý thuyết suông, nhưng qua hội thánh của Ngài thì sự thương xót, sự nhân từ, sự công bình, sự chánh trực của Chúa sẽ được bày tỏ ra. Và ông nói tôi nhờ Đức Chúa Trời, ông nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời và ông ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Nơi dựa, nương dựa của ông chính là Đức Giê-hô-va, chính là lời của Ngài. Và tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi, người xác thịt sẽ làm chi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi sẽ dâng của lễ thụ ân cho Chúa. Trong những cơn gian nguy, ông đã hứa nguyện dâng cuộc đời ông, dâng mạng sống ông, dâng mọi điều của ông lên bàn thờ của Chúa. Và ông biết mọi sự hứa nguyện đó, ông cũng sẽ dâng những của lễ bình an, mọi của lễ mà đẹp lòng Chúa nữa. Ông nói rằng vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Không phải chỉ giải cứu mạng sống của ông, nhưng mà Chúa đã giải cứu linh hồn ông khỏi chết. Và Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi bước đi trước mặt Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Ta sẽ chú ý thấy mỗi một cái kết luận của thi thiên của David luôn luôn là một tiếng reo của sự đắc thắng.
Dẫu ông đi giữa gian truân, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho ông được sống, và khiến cho ông đi trước mặt Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Chúa đã giải cứu linh hồn. Nên chúng ta nhìn thấy ông bước đi trong một sự khiêm nhường. Dẫu Chúa đặt ông là vua, nhưng ông là một con người thờ phượng luôn luôn. Ông không khoe khoang vì ông là vua của Israel, nhưng tâm tình của ông biểu lộ qua từng thi thiên. Và chúng ta nhìn thấy một câu trong Gióp nói rằng Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn để giải cứu kẻ bị hoạn nạn. Khi chúng ta chưa bị hoạn nạn, chúng ta dễ kiêu căng, dễ cậy mình, dễ cậy những sự khôn ngoan riêng, những sự gì chúng ta có. Nhưng Đức Chúa Trời đã có phương cách dùng sự hoạn nạn để giải cứu những kẻ bị hoạn nạn tâm linh, những kẻ bị không nhận biết Chúa, và sự hoạn nạn dùng để hạ lòng chúng ta xuống, để cho chúng ta biết loài người thật hư không, nhưng hãy nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong mọi nghịch cảnh xảy ra trong 2 năm qua trên thế giới này, ta tin chắc Đức, điều gì ma quỷ toan làm hại, Đức Chúa Trời toan làm ích, để Ngài hạ lòng người xuống trước mặt Ngài. Đó là có cơ hội để họ được nghe về Chúa, có cơ hội cho hội thánh được trình bày về đấng cứu, đấng thương xót duy nhất, và để họ không nhờ cậy nơi của cải, nơi trí khôn, nơi sự học thức, nơi bất cứ điều gì con người hay khoe khoang, nhưng để cho con người biết rằng chỉ một hơi thở rồi qua đi. Chúa thế nào nay khá nhận biết Ngài trong trọn đời người sống. Chúa giúp đỡ chúng ta nhận biết Chúa, nhận biết Ngài là đấng thật kỳ diệu, Chúa Trời đấng thượng cổ, đấng đời đời vui lòng ban con Ngài cho chúng ta, để nhờ con đó chúng ta nhận được ánh sáng của sự sống. Xin Chúa giúp cho chúng ta bước đi cách đẹp lòng Chúa trong những ngày trên đất này, và làm trọn những gì chúng ta hứa nguyện với Ngài, và đi trong sự kêu gọi của Ngài trên mỗi đời sống chúng ta. Mỗi ngày nhận biết Chúa hơn, và bước đi trong sự yêu thương, trong sự chiến trận, trong sự cầu nguyện, và trong sự chăn giữ bầy chiên Chúa giao cho. Ta biết rằng Ngài luôn ở cùng, Ngài là thuẫn đỡ cho chúng ta. Một điều gì mà loài người có thể hiểu lầm chúng ta, anh em đồng lao có thể làm buồn lòng hay là hiểu lầm, hiểu sai chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn hiểu rõ, hiểu đúng chúng ta. Nên xin Chúa ban phước cho để đến Ngài hội thánh Ngài trong ngày đầu xuân. Cuộc đời chúng ta vững vàng khi có Chúa là đấng luôn ở cùng, dạy dỗ, giáo trách, sửa dạy, để chúng ta có thể luôn ngợi khen Ngài, ngợi khen lời Ngài, và bước đi trước mặt Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Thi thiên 56 là một trong những cái thi thiên rất là đau đớn trong cuộc đời của David. Giai đoạn này thì ông chưa là vua. Giai đoạn này là giai đoạn mà ông bị truy kích trong một cái hoạn nạn rất lớn. Ở trong phần chua cũng có ghi về cái bối cảnh đó, thơ David làm khi dân Philistine bắt người trong thành Gát. Và nếu mà chúng ta xem ở trong Samuel thứ nhất, đoạn 21, từ câu 10 đến câu số 15, đó là cái giai đoạn hay là cái bối cảnh ở trong phân đoạn kinh thánh này rất là đau đớn. Ông ta bị bắt, bị làm tù binh, giả điên, giả khùng. Giả điên đến nỗi mà vua Gát nhìn và nói rằng cái thằng này nó điên điên khùng khùng, đem tới làm chi.
ở trong tôi đọc ở trong đó để quý vị có thể nhìn bác được cái nhìn thấy được cái bối cảnh của nó. Bây giờ David trỗi dậy trong ngày đó trốn khỏi Saul, có nghĩa là lúc bây giờ ông chưa làm vua, sau giai đoạn mà ông thắng Goliath đó, và đi đến cùng Akish vua Gát. Các tôi tớ Akish nói rằng có phải đó là David vua xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người mà họ bọn nữ nói múa rằng Saul giết hàng ngàn, David giết hàng vạn. David để các lời này trong lòng mình và rất sợ Akish vua Gát, người giả đò điên cuồng trước mặt chúng và làm bộ dại khờ giữa họ. Người vẽ vật dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình. Nước miếng chảy trên râu mình. Akish nói cùng tôi tớ mình rằng kìa, các người thấy người đó điên cuồng, sao các ngươi dẫn đến với ta? Nơi ta há thiếu kẻ điên sao? Nên các ngươi phải dẫn kẻ này đến ta, đặng nó bày sự kỳ cục trước mặt ta. Một người như vậy chẳng nên vào nhà ta. Và đó là một cái bối cảnh rất là đau đớn của người trai trẻ, của người thanh niên David. David đang khi ở trong nhà cha của mình thì được phải nói rằng rất cưng chiều. Ông ta chăn chiên, và một số người nói rằng ông ta chăn chiên bây giờ cũng có thể là chưa đến tuổi, và các người anh phải ra trận. Và cũng có một số nhà giải kinh cho rằng ông ta chăn chiên vì lý do là bố ông rất là thương ông, rất là thương ông. Và không muốn ông đi ra trận, tại vì lúc bây giờ chiến tranh dễ dẫn đến sự chết. Nên chăn chiên, mặc dù nó cực khổ, nhưng nó an toàn đối với cái sinh mạng của ông. Và đang khi ông chăn chiên, ông học được cách làm sao mà thắng được gấu, thắng được sư tử. Và đó là cách mà ông có thể biện minh, thuyết phục với lại Saul để đánh Goliath. Đó là cái bối cảnh. Và chúng ta thấy rằng đang khi ông đi ra trận, đi ra ngoài chiến trận, không phải là đi đánh chiến với người ta, mà được lệnh của bố mình đem đồ thăm nuôi cho anh mình, đơn giản vậy thôi. Ra ngoài đó cũng bị các anh la mắng nữa. Nhưng mà sau đó đang khi ông nhờ cậy Chúa thì câu chuyện thắng Goliath thì quý vị đã biết rồi. Ông ta đắc thắng. Và chính sự thắng đó tạo một sự ganh tị. Như cái câu kinh thánh hồi nãy, cái câu về hồi nãy người ta nói, đó là Saul giết hàng ngàn nhưng mà David giết hàng vạn, gấp 10 lần, vạn là 10 ngàn, gấp 10 lần. Và cái câu nói về của người dân lúc bấy giờ về chiến thắng đối với Goliath đã khiến cho David rất là nguy khốn. Ông ta chạy qua bên vua Kích, nhưng mà tại đó thì ông ta bị bắt. Và giống như là người ta định đem David giống như một cái tù nhân để giao cho vua Saul, và ông ta phải dậy điên dạ khùng. Và cái phân đoạn kinh thánh ở trong Sermon nhất đoạn 21 cho thấy rằng ông ta dậy đi dạ khùng, vẽ vẽ thật bật ở trên những cái cửa rồi nước miếng nước giải chảy rồi rau. Và cái cách giả ông đến nỗi mà ông vua đó, ông vua Gác là ông rất là kinh nghiệm. Ông nhìn nó, ôi thằng này điên thiệt. Hồi xứ tôi, xứ mình hết chỗ điên, hết thằng điên, tao đây thằng điên, tao chi, đừng có làm nó dơ cái cung điện của ta. Rất là thương, tôi đọc tôi thấy rằng rất là thương. Đó là lý do mà tại sao ở trong phân đoạn kinh thánh này, cái từ ngữ sợ cũng là từ ngữ mà được ghi ở trong Sa-môn nhất đoạn thứ 21. Ông sợ vua Gác, lúc bây giờ ông sợ sẽ bị giết. Ông đối diện với sự sợ hãi. Và ở trong câu 4, ở trong đoạn Thi Thiên 56 câu 4 này, tôi nhờ Đức Giê-hô-va, và ở trên câu trên câu 3, trong ngày sợ hãi, trong ngày sợ hãi, tôi để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt làm chi tôi? Ở đây chúng ta nhìn thấy ở trong câu 3 và câu 4 như là hai câu đối nhau. Ở trên thì ông có ghi là ông phải thú tội, ông phải thú nhận là ông sợ. Ông sợ mặc dù là một cái người mà trước đó được người ta ca ngợi, mặc dù ông không sợ trước Goliath. Ông không hề có chữ sợ trước Goliath. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy rằng ở trong phân đoạn kinh thánh này, tác giả muốn ghi lại cái chữ sợ. Sợ là một trong những cái từ ngữ mà chúng ta nhìn thấy cũng Samuel nhất đoạn 21 đó. Thì kinh thánh ghi rằng ông sợ hãi với vua Goliath.
Và đây là một trong những cái tâm trạng rất là đau đớn. Đây là một những tâm trạng đau đớn của David. À, và nó dẫn đến một cái tình trạng là sự sợ hãi. Và nhưng mà cảm ơn Chúa, trong bối cảnh của sự sợ hãi như vậy, ông lại nhờ cậy nơi Chúa. Và đặc biệt ở đây có hai yếu tố mà chúng ta nhìn thấy: ông đắc thắng sự sợ hãi, ông đắc thắng những cái người xung quanh, và ông đắc thắng chính ông trong sự sợ hãi của chính ông bằng lời của Đức Chúa Trời, ngợi khen lời Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa rằng, tôi tin rằng lúc bấy giờ lời của Chúa đến trên đời sống của ông. Ông có thể nghe lời đó từ cha của ông trong trong cái việc mà đọc lại, hướng dẫn lại. Ông là một cái người mà gần gũi với chính mình Chúa. À, và tại đó thì chúng ta nhìn thấy rằng, tôi để lòng tin cậy Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. À, như vậy thì cái chữ sợ của câu 3 nó được khỏa lấp, nó được che giấu, nó được biến mất bởi câu 4, đang khi ông nhờ cậy nơi Chúa và đặc biệt là lời của chính mình. Đó là cái yếu tố mà tôi nhìn thấy nó như một cái then chốt của Thi Thiên 56. Và tối thứ nhì đó là ông bước qua trong cái sự cầu nguyện bởi giọt nước mắt. Chính Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, trong câu 8. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ của Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch thối lại đằng sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời bên vực tôi. Và một lần nữa lời của Chúa được nhắc lại: tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Nếu ở trong câu số 4, ngợi khen lời của Chúa chỉ nhấn mạnh một lần duy nhất, thì trong câu 10 thì hai lần nhấn lại: tôi ngợi khen Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Và nhấn mạnh là không có sợ hãi gì hết. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy lời của Chúa hay là lời của sự ngợi khen, lời của sự ngợi khen, lời của sự vui mừng, lời của Đức Chúa Trời đem sự vui mừng cho đời sống của ông. Và nó giúp ông ra khỏi sự sợ hãi, nó giúp ông ra khỏi sự đau buồn. Nước mắt tôi, nước mắt của sự, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi trong giai đoạn đó thì nó như là một gì đó rất là đau đớn. Mà mình một người bình thường mà tại sao mình giả điên giả khùng? Tôi chưa bao giờ có cái tâm trạng đó nên tôi không biết. Không biết quý vị có bao giờ có tâm trạng đó chưa, nên tôi chưa bao giờ giả làm cái gì đó nên mình không có hiểu được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông là một cái người mà Chúa chọn thì có tấm lòng với Chúa và là đã giả điên giả khùng trước mặt kẻ thù nghịch mình, thì tôi nghĩ rằng đó là một sự đau đớn, nước mắt của sự đau đớn, nước mắt của sự đau đớn. Và đó là một cái tâm trạng phải nói là rất là khó diễn tả, nhưng mà ông đã từng trải qua và kinh nghiệm qua sự cầu nguyện: nước mắt tôi há để trong ve như sao, và đang khi tôi cầu nguyện thì các kẻ thù nghịch thối là sao, sự cầu nguyện và ngợi khen trong lời Đức Chúa Trời là chính là cái then chốt ở trong cái lời đó, ở trong Thi Thiên 56. Và chính điều đó có một cái từ ngữ nó rất là hay, tôi nhìn thấy ở trong cái câu cuối cùng á: hầu cho tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống, sự sáng của sự sống, đúng không? Sự sáng của sự sống, sự sáng và sự sống đã đến, sự sáng ở trong một cái không khí tối tăm và đối diện với sự chết đến nỗi giả điên giả khùng, và sự sống phục hồi ở trong một cái tâm trạng rất là đau đớn trong đời sống của ông qua việc mà ông tin cậy, nhờ cậy lời của Chúa và sự cầu nguyện. Và đó là cái điều mà tôi tin rằng David đã từng đắc thắng ở trong một bối cảnh rất đặc biệt. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Cho dù bất cứ cái đối thủ, đối kẻ nghịch chúng ta là quyền của sự tối tăm, là họ sử dụng bất cứ cái điều gì nữa, thì chúng ta cầu nguyện để rồi đắc thắng ở trong danh của Chúa, để kinh nghiệm được năng quyền rất là diệu kỳ của Chúa ở trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Ao ước rằng mỗi chúng ta tiếp tục mỗi ngày đến với Chúa, ngợi khen lời của Ngài, để hầu cho không có bất cứ một sự sợ hãi nào đối với dịch bệnh, đối với nền kinh tế sẽ rất là nguy cấp trong những ngày sắp tới. Thế giới đã dự báo như vậy. Và chúng ta nhìn thấy rằng, không biết ở Campuchia, ở Mỹ như thế nào, nhưng mà trong những ngày đầu năm thì chúng ta nhìn thấy rằng rất là nhiều cái sự khủng hoảng ở bên
quận 2 trong cuối năm 2021, chúng ta nhìn thấy rằng một cái nhà đầu tư con của chị Hà, cháu Linh làm cũng là thư ký ở trong công ty đó, đó là gì ba chữ đó. Cái gì Tân Thuận Phát gì đó, Minh Phát Thuận Phát gì đó, và đầu tư bỏ hình như là hơn 500 tỷ tiền cọc ở bên quận 2 đó, để mua cái nền ở bên đó và bỏ cọc, bây giờ là bỏ cọc. Và khi mà trước khi bỏ cọc thì ông ta khuấy động cái bất động sản kinh khủng ở tại quận 2 nói riêng và Sài Gòn nói chung. Rồi sau đó thì ông một cái tay về đầu tư chứng khoán, ông rút tiền ở trong chứng khoán, và hiện giờ các cái chứng khoán của Sài Gòn và không những riêng Sài Gòn và toàn nước bị sập luôn. Và những cái kênh đầu tư về tiền tệ người ta nghĩ rằng có vấn đề rất lớn, bị sập rất là nhiều. Và trong những cái ngày đầu xuân này, báo nhà nước đăng tin rằng rất nhiều lượng tiền mới và tiền giả được tung ra. Không biết quý vị có theo dõi tin tức không? Tiền mới và tiền giả được tung ra trong những ngày Tết này rất nhiều, rất nhiều. Và họ bán một cách công khai ở trên mạng. Và người ta nói rằng, nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt. Họ tàn quá tinh vi. Và tôi tin rằng với những cái cấp, với những cái kiểu như vậy, thì kinh tế của Việt Nam sẽ rất nguy hiểm, đồng tiền sẽ bị phá giá, đồng tiền sẽ bị mất giá một cách trầm trọng. Và chúng ta ao ước rằng trong lúc này thì chúng ta cũng thắng hơn được sự sợ hãi đó. Cho dù đó là gì đi nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong lời của Chúa và trong sự nương cậy. Cảm ơn Chúa. Mời quý vị có mục sư nào có góp ý thêm. Xin lỗi mục sư Đức, cho tôi xin địa chỉ, tôi đọc rồi tôi quên địa chỉ. Ông David, ông làm giả điên giả không quá. Dạ. Quên nhất. Xăm em nhất mục sư. Xăm nhìn nhất đoạn 21. Samuel nhất đoạn 21 từ câu 10 đến câu 15. 21, 14, 15 một sứ. Từ câu 10 á. Dạ. Samuel nhất đoạn 21 từ câu 10 đến câu 15 một sứ. Dạ. Cảm ơn một sứ. Sáng nay khi tôi nghe các mục sư, đặc biệt sư hướng dẫn chương trình sáng hôm nay với mục sư Đức, cảm ơn Chúa. Ông David là một nhân vật rất là quý báu trong Kinh Thánh của chúng ta. Ông là một người Chúa chọn. Khi mà Saul làm trái lời của Chúa, không vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và ông là một người đang chăn chiên, mà ông Samuel nghe lời Chúa đến sức dầu. Người mà Chúa sức dầu như vậy không bao giờ là yên ổn đâu. Người mà Chúa chọn không bao giờ lúc nào cũng an bình, nhưng luôn luôn kẻ thù, luôn luôn chống bán, rồi theo đuổi rượt giết mỗi ngày. Ma quỷ không để yên những người đầy ơn của Chúa, vì sự tranh chiến hai loại người như vậy là nó không ở với nhau. Cho nên trong Roma, lời của ông Phaolô, ông nói là người xác thịt luôn luôn bắt bớ kẻ Đức Thánh Linh theo người có Đức Thánh Linh. Và tôi đồng ý với mục sư Dương Thị Thảo và mục sư Đức ở câu 3, câu 4. Tôi cũng chú nhắc trong câu 3, câu 4 giống như mục sư Đức. Câu 4 thì câu phần B thì người xác thịt sẽ làm chi tôi? Còn câu 11 thì người đời sẽ làm chi tôi? Hai hạng người này, người xác thịt là người như thế nào và người đời là sao? Người xác thịt có thể là trong anh em của mình, như là Saul là người trong đội ngũ giống như nhau, luôn luôn đeo đuổi ông,
Và cảm ơn Chúa vì trong câu 21 của đoạn 54 á, 55 á, miệng chúng nó trơn như mở sữa nhưng trong lòng có sự giặt giả, các lời nói dịu dàng hơn dầu nhưng thật là những thanh gươm trần. Và ông Sao-lơ ông luôn luôn nói với David: con ơi, con yêu dấu của tôi ơi. Lúc mà David bỏ đến rồi cắt cái chân áo của ông, cái giá của ông, thì sáng hôm đó là ông nói là: con của ơi, rất là lắng, rất là êm dịu. Và trong lúc mà ông Sao-lơ ông mời ông David đi dự buổi tiệc gì đó, ông nói rất là êm dịu, nhưng sau đó ông lấy giáo ông phóng để đâm lũng ông vua David. Đó là điều mà người đời người người xác thịt là như vậy đó. Người xác thịt luôn luôn á, là muốn mình thì hơn, đừng để người ta chiếm hữu cái hàng đầu của mình. Và ở câu 11 nữa: tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi tôi. Người đời là người thế gian đó, người Philippines đó, người Philippines luôn luôn là rình mò để ba trong thơ David làm đó là: khi dân Philippines bắt người làm thành gạch, thì ở đây là người đời thì luôn luôn như người ngoại, luôn luôn theo đuổi ông như vậy. Nên câu 22 của tôi thích câu 22. Ông David ông luôn luôn 22 của 55 á: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rung động. Lời của Chúa nhắc là những người công bình không có rung động, không sợ hãi. Và tại vì họ nhờ cậy, họ biết Đức Chúa Trời là đấng che phủ bảo vệ đời sống của ông. Cảm ơn Chúa, đó là lời Chúa. Như ở trong câu 57 câu 1 là ông David ông luôn luôn là: Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa, phải tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa cho đến chừng nào họa họa gì họa đã qua. Ông luôn luôn như vậy, ông luôn luôn cầu nguyện xin Chúa thương xót như vậy. Và câu 1 của 56 là: Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, vì người ta muốn ăn nuốt tôi, hàng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Ồ, đó là người xác thịt luôn luôn là hà hiếp cách này cách kia. Nhưng ông David ông luôn luôn là nương cậy linh hồn ông nương nương náu nơi Đức Chúa Trời, dưới bóng cánh của Chúa cho đến tai họa đã qua. Cho đến ngày tai họa, không biết chừng nào cái họa nó qua, nhưng mà lời Chúa nói là cái họa này nó đến một lát thôi, ở nút một lát đóng cửa lại cho đến khi tai họa đi qua. Và tai họa ông Sao-lơ với David chừng nào hết, xong ông Sao-lơ là người khác lại con cái của mình, cho đến cuối cùng ông luôn luôn nương cậy vào Chúa. Cho nên nhiều tai họa đến với ông và Đức Chúa Trời cứu ông mỗi lúc mọi nơi. Đức Chúa Trời cứu ông kinh nghiệm, ông tin là lúc nào là Chúa nâng đỡ, tại vì ông nhờ cậy nơi lời của Chúa. Trong câu 11: tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ hãi. Cảm ơn Chúa. Ở đây tôi nghe một sư Đức chia sẻ ở trong Sam-ên 21 câu 10 câu 15: cảm ơn Chúa, tôi xin làm chứng lại, hồi đó tôi gặp phải điều này. Năm 68 tôi từ trường học về học nội trú. Tôi là người mất mẹ sớm và ở với người ngoại. Ô, người ta ăn hiếp nhiều lắm. Có khi cái bút tôi là người ta tặng cho tôi là bút pilot hồi xưa, pilot. Tôi thích lắm. Nhưng mà một anh chàng này anh thấy là: Hiên ơi, bây giờ này bút tôi là đẹp lắm này, mày viết đi, mày viết trong tay mày đi. Rồi tôi thì mở nắp xong rồi tôi ghi một chữ là a bờ đó thôi. Ô, ông nói là: ô, hư rồi, bút của tôi hư rồi.
hư rồi, bây giờ là tôi không lấy nữa, mày làm hư của tao rồi. Bây giờ nó lừa tôi để tôi đến với ông anh, mà ông anh người khác, người ta nhờ anh này là để che chở tôi trong trong ký túc xá đó. Mày nói nha, mày nói với anh mày 20 đồng nha, 20 đồng bây giờ ít nhất cũng phải 3 4 cây pilot đó, rồi lấy 20 đồng nha. Mày nói với anh mày, nếu mày anh của mày biết biết là tôi làm như vậy là tôi đánh mày chết luôn. Hồi nhỏ mình nhỏ nhất trong ký túc xá như vậy, từ hồi nhỏ tới đều hỏi hồi dọa. Và cho nên lúc mà tôi về từ trường học thứ bảy, tôi về về thì tôi không có người bố mẹ ở trong làng đâu, tôi phải vô đồn gặp một chị có anh tôi đi lính. Đêm đó nghe tin từ trong làng tôi á, là bố bố tôi đến trong đó. Mẹ mất rồi, bố là người dân tộc chúng tôi là kỳ lắm. Khi bố mẹ mất là người bố là về nhà gót lại, người gót họ lấy bố mình về lại. Cho nên là chết mẹ người chưa đôi chúng tôi, chết mẹ là chết giống như là trai bị trai cả nhà, họ có câu nói như vậy. Rồi bố tôi báo là đêm nay là cách mạng sẽ đánh trong đồn này, các con ra đi. Nhưng mà người chị của tôi là chồng làm lính như vậy, người chồng này là không cho về, không cho về đi chỗ khác. Đêm đó là cách mạng đánh ở bộ đội nó đánh dữ dội cả đêm. Rồi tôi ở trong núp trong cái hầm giường, tôi có làm chứng cho ai tôi mới đây. Cái trong hầm hầm làm giường như vậy, hầm hầm lớn đất như vậy, lớp đất như vậy, ở dưới có giường để ngủ hơn một xíu. Rồi chúng tôi núp ở dưới gầm giường, núp ở dưới gầm giường hai anh bộ đội này, một người cầm đèn pin, một người nữa là cầm súng AK, cách tôi chừng khoảng nửa mét, không không đủ nửa mét. Như vậy là chân chân tôi với nòng súng, chân tôi với nòng súng AK của bộ đội này, một một anh nữa là cầm đèn pin rọi rọi chúng tôi hết một gầm giường, 6 người ở trong gầm giường đó. Nó quạt một cái, nó quạt và rạc rạc. Wow, tôi nói là chết chưa, tôi nghĩ ở trong đầu tôi nói là chết chưa, chết rồi. Bây giờ nó đi ra, nó đi ra rồi. Chị tôi là lúc đó chị tôi rên quá chừng, rên vì con người của bà bị trúng đạn hết rồi đó, trúng đạn hết rồi, coi như là cái lưng là nát luôn. Rên rên một lúc sau là ông bộ đội này ông tái lại lần thứ hai, nó rọi đèn pin một xíu, nó rọi đèn pin, nó rọi từng mắt ta. Lúc đó tôi nhắm mắt, tôi nín thở, tôi làm chết giả. Tôi làm chết giả như vậy rồi nó làm một quạt nữa, nó quạt một quạt nữa là coi như là chỉ tôi là hết hết trên. Còn tôi thì đầy giấy, cái đất nó văng, nó lấp tôi hết như vậy. Và sáng mai tôi thức một người chị khác tôi, một chị thứ hai của tôi đó là: Hiến ơi, Hiến ơi, lấy nước chị dùng, tại vì mất máu nhiều mà. Chị lần chị thứ hai của tôi là đứt hết cả 2 đầu gối. Rồi chị hai lớn á, là coi là nát hết ở cái phần phần lưng này, là chết chết ngay luôn. Còn hai cháu thì bị thương hết, nhưng đặc biệt trong hầm đó một mình tôi thì Chúa bảo vệ. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay tôi mới nhớ là Chúa đã gìn giữ tôi điều đó. Và ngày hôm nay tôi ngợi khen Chúa. Trong lúc mà mục sư Đức nói là giả điên giả khùng, mà lúc đó là tôi giả chết, mà nín thở lâu lắm mục sư nha. Nó chỉ đèn pin ở mắt mình, nó nhìn cái cổ mình có thở này không. Cho nên 2 lần họ quạt như vậy. Nếu mà Chúa không đỡ, nếu mà Chúa không bảo vệ tôi, nó là tôi chắc chết rồi. Thì tôi nghĩ mấy lần sau đi học giáo sĩ ở dưới Sài Gòn năm 2020, tôi mới nhớ câu này, tôi mới tạ ơn Chúa trong lúc mà giáo sĩ, không biết giáo sĩ nào mà chia sẻ lúc đó, tôi mới ngợi khen Chúa: Chúa ơi, đúng rồi, Chúa Ngài chọn con từ lúc khi chưa vào trong bụng mẹ con, Ngài đã chọn rồi. Và tất cả tai họa nó đã qua như vậy. Cảm ơn Chúa. Và sáng hôm nay qua lời của Chúa như vậy, cái này tôi làm chứng những điều mà những hoàn cảnh khó khăn nhất
trong chiến tranh năm sau sau 8. Cảm ơn Chúa, xin giao lại cho người hướng dẫn qua lời Chúa sáng hôm nay. Rồi chúng ta đã nghe được cái bối cảnh của ông David trong cái thi thiên 56 này. Nó là bối cảnh bên ngoài, thế là ông bị một số vấn đề tấn công kẻ thù nghịch. Chúng ta thấy từ câu 1 đến câu số 2. Và qua đầu câu 3 đó, thì chúng ta thấy ông sợ hãi. Cái trận chiến bên ngoài tấn công ông khiến ông sợ hãi. Bối cảnh bên ngoài. Nhưng khi sợ hãi thì ông phát hiện được một kẻ thù thứ hai nó đang ở trong ông. Đó là con người xác thịt khiến ông sợ. Các tư tưởng của cái con người xác thịt nó làm cho ông tiêu cực đủ chuyện hết. Rồi ông phải giải quyết cái con người xác thịt bên trong của ông đó là. Ông phải giải quyết bên trong. Tức là ông để lòng tin cậy nhờ lời của Chúa và ngợi khen Ngài. Để chống trả lại cái câu chúng ta để câu số 5 hàng ngày chúng nó trái ý lời tôi, các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Cái tư tưởng của con người xác thịt nó làm cho nó càng tệ hại hơn nếu mà trường hợp cái tư tưởng này nó tấn công được cái tư tưởng của con người xác thịt. Tức là trong một đó là một cái tâm lý của chúng ta cũng giống như vậy. Khi chúng ta bị một cái gì ngoại cảnh tấn công thì cái điều đầu tiên là trong tâm lòng chúng ta có một sự đề kháng là sợ hãi rồi. Nhưng mà để giải quyết cái sợ hãi của con người xác thịt đó, thì trong này tác giả thi thiên David đã cho chúng ta một cái chìa khóa, đó là hãy đến với Chúa, hãy khóc lóc với Chúa và hãy tin cậy vào lời của Chúa. Và khi ông được có một mối tương giao như vậy với đời sống cầu nguyện như vậy thì kết quả chúng ta thấy câu 11, tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Đầu câu 3 thì trong ngày sợ hãi. Nhưng mà sau khi ông có mối tương giao cùng với Chúa thì đã đắc thắng cái sự tấn công của con người xác thịt bên trong đó, khiến cho ông không còn sợ hãi nữa. Mà không trong không không còn sợ hãi thì người ngoài đời không làm gì ông nữa. Sở dĩ mà người ngoài đời đó, mà tấn công ông mà khiến ông rung rinh đó là bởi vì ông sợ hãi. Nhưng mà bây giờ giải quyết được ông sợ hãi này, tức là bên trong con người chúng ta, thì người đời ngoài có dù tấn công cỡ nào cũng không thành vấn đề nữa. Do đó chúng ta thấy ông sẽ dâng của lễ thụ ân cho Chúa, hứa nguyện với Chúa. Của lễ thụ ân là của lễ mà thiết lập mối tương giao, một mối thông công tốt đẹp trong sự bình an với Chúa. Như vậy thì đây nói về một cái mối thông công đặc biệt mà ông David đã kinh nghiệm. Từ đó ông kinh nghiệm là chúng ta thấy cái câu 13, Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Tức là giải cứu khỏi cái sự tấn công của ông xác thịt. Như vậy thì nếu mà Chúa giải cứu linh hồn ông khỏi chết, tức là ông vững vàng rồi thì không có, ông bước đi nó không vấp ngã và bước đi trong sự sáng và sự sống của Chúa. Thì đó là kinh nghiệm mà ông viết được thi thiên 56. Vậy tóm lại chúng ta thấy có hai kẻ thù bên ngoài và kẻ thù bên trong. Nếu mà kẻ thù bên ngoài tấn công mà kẻ thù bên trong lại tấn công mạnh nữa đó, thì sụp luôn. Nhưng mà quan trọng là phải kẻ thù bên trong mà đắc thắng được thì nó, cái kẻ thù bên ngoài nó cũng đầu hàng luôn. Nó là chìa khóa là cái kẻ thù bên trong rất quan trọng. Đó là bối cảnh dù tình huống như thế nào, chúng ta phải nắm chìa khóa này để tin cậy nơi Chúa, tin cậy vào lời của Ngài. Phải có lời của Ngài. Lời ở đây chúng ta phải thấy rằng đó là lời, không phải là chỉ chúng ta lời hứa, mà đây là những cái điều mà xác quyết. Lời đến để xây dựng đức tin, lời của Chúa đến để làm cho đức tin càng vững vàng, vững chắc hơn, chứ không phải lời chung chung, không phải đọc lời chung chung, nhưng mà riêng tư với Chúa, đọc lời của Chúa để lời của Chúa phán riêng với mình cái gì đó thì mới có đức tin, và đức tin nó mới đắc thắng được sự hại sợ hãi. Đó là chìa khóa mà chúng ta học được cả về thi thiên 56. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện để chúng ta học cái kinh nghiệm của David trong đời sống riêng tư của chúng ta. Đời sống chúng ta từ đây đến ngày gặp Chúa còn gặp nhiều bối cảnh để sợ hãi đó. Tức là bên ngoài đó, nhưng mà quan trọng bên trong có sợ hãi hay không, quan trọng có đắc thắng được cái con người bên trong có sự sợ hãi không. Thì nếu bên trong đắc thắng thì bên ngoài cũng nó trở thành một cái gì nhẹ nhàng đối với chúng ta.
Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Sáng nay chúng ta cùng tối buổi sáng hôm nay chúng ta cùng hợp ý với lời cầu nguyện của mục sư Điếu Liêm. Nhưng mà mục sư Điếu Liêm dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con. Chúa ơi, Ngài cũng là vua của một vua, Ngài cũng là Chúa của một Chúa. Ngài cũng là Cha đầy yêu thương của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Qua buổi sáng ngày hôm nay, Chúa ơi, tôi tớ của Ngài, của Chúa đã chia sẻ của Chúa cuộc đời của ông David, của Chúa ơi, tấm lòng của ông David. Ông đã gặp, của Chúa ơi, trong sự, của Chúa, hoạn nạn, của Chúa, về phía sau lơ, của Chúa ơi, đeo đuổi ông, của Chúa, giết ông, của Chúa ơi, vô tội. Của Chúa ơi, về phía Philippines, của Chúa ơi, cũng của Chúa tấn công họ rất là sợ hãi. Trong sự sợ hãi họ giả điên, của Chúa ơi, giả vờ. Của Chúa họ cũng khóc lóc, của Chúa ơi, tôi tớ của Ngài David cũng khóc lóc, của Chúa. Nhờ cậy nơi Ngài, của Chúa, Ngài đã giải cứu họ. Ngài đã cho họ được vững vàng, của Chúa ơi, bài học, của Chúa ơi, đến ngày hôm nay cho chúng con. Chúa ơi, ngày hôm nay, của Chúa qua cái sự tấn công, của Chúa ơi, COVID, của Chúa ơi, đã 2 năm, 3 năm rồi, của Chúa ơi, tấn công. Ôi Chúa ơi, chúng con cũng, ôi Chúa ơi, cũng lay động, ôi Chúa ơi, từ phía ngoài cũng như tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con cũng khóc với Ngài. Chúng con cũng sợ hãi, chúng con cũng khóc với Ngài. Chảy nước mắt với Ngài, ôi Chúa. Chúng con tin chắc rằng, của Chúa Ngài hiện diện với chúng con. Ngài giải cứu chúng con. Ngài giúp chúng con được bình an, của Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Có những mất mát, của Chúa, vì kinh tế rất là nhiều. Có mất mát về tính mạng, của Chúa ơi, cũng rất là nhiều. Chúa ơi, tấm lòng chúng con thật sự đến với Ngài, của Chúa ơi. Chúng con không thể nào, của Chúa, ráng sức lực của chúng con để chống cự sự cái năng đề đó. Bèn là, của Chúa ơi, chính mình Ngài. Khi chúng con đến với Ngài, chính mình Ngài, thương xót của Ngài. Của Chúa hiện diện với chúng con, giải cứu chúng con và dẹp tất cả những cái cơn bão đó để chúng con được bình an. Chúa chúng con cảm ơn Ngài. Từ đây sắp tới nữa, của Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng, của Chúa, dù chúng con đi trong trùng bóng chết, chúng con chẳng sợ tai họa nào, vì Ngài luôn luôn ở cùng chúng con. Ngài Emmanuel luôn luôn ở cùng chúng con. Ngài dùng sức mạnh của Ngài, Ngài dùng uy quyền của Ngài luôn luôn ở cùng chúng con. Chúa đã nâng đỡ chúng con để chúng con được, ôi Chúa ơi, trọn đời chúng con, sự phước hạnh của Ngài, trọn đời chúng con về sự thương xót của Ngài ở cùng chúng con. Chúng con ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Ôi Chúa, không những chỉ hôm nay mà thôi, ôi Chúa, chúng con ở nhà Chúa đời đời nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hầu việc Ngài trong năm mới này, trong dịp Tết này, ôi Chúa ơi. Chúng con đi nhà nào, ôi Chúa, đem sự gây dựng đến nhà đó. Con người nào thì đem đến sự gây dựng cho con người đó. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Ngài ở cùng chúng con, tiếp tục ban phước cho chúng con. Ôi Chúa ơi, để một mùa, ôi Chúa, xuân này, ôi Chúa, không những chỉ ở bề ngoài mà thôi, nhưng mà ở trong tâm linh của chúng con, linh hồn của chúng con và thân thể chúng con, để chúng con kinh nghiệm, ôi Chúa ơi, từ thuộc linh và thuộc thể cũng được phước. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi mục sư Liêm chuẩn bị ngày mai chia sẻ nha. Cảm ơn mục sư. Rồi chúng ta tới giờ.